Hoa Tết thành phố Sóc Trăng, khu đô thị 5A. Rồi, trôi trên một thảm vàng luôn các bạn, đẹp quá. Màu của hoa cúc, bông vạn thọ. Quá trời. Đẹp lắm luôn á. Màu sắc rực rỡ luôn. Đây các bạn thấy nè, bông vạn thọ màu vàng nè. Hạ nó xuống. Khu vực hoa giấy các bạn nha. Đó rực luôn. Cây tại Sóc Trăng, cây mai giá 1 triệu các bạn ha, nụ rất rất nhiều rồi. Cô chú anh chị muốn mua mai ghé qua đây. Đó. Cây này nó bông nhiều nè. Có nở vài bông rồi đó. Cây này độ cao nó khoảng độ 1,5 m. Như vậy là giá rất dễ mua cho 1 triệu. Báo giá thì dễ mua. Chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 9 giờ rưỡi sáng ngày 29 tháng 1 2024. Đây là chợ hoa Tết thành phố Sóc Trăng, ngay khu đô thị 5A. Chỗ này hoa mai rất rất nhiều các bạn nha. Ai ở Sóc Trăng ghé qua đây xem. Dạ, ở đây thì một cốc mai thế này bán nhiêu tiền cô hả? Con thấy đều nhau à. 1,8 triệu trở lại hả? Mai này từ đâu cô hả? Ở Bến Tre hả? Chợ Lách hả con? Dạ cô Chợ Lách luôn hả? Rồi chào bà con Chợ Lách. Con ở Sài Gòn. Nhưng mà con sẽ ghé qua Chợ Lách. Dạ. Cô cho số điện thoại đi cô, có gì họ sẽ ghé qua đây họ mua đó, có thể có nhiều người. 0345 840 817. Cô nói cái giá 1,8 triệu là coi như là cái giá là còn cái giá thí thủy cao nhất là 1,8 triệu. Dạ. Dao động từ 1 triệu trở lên tới 1,8 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái gốc cây 1,8 triệu cho các bạn xem nha, để các bạn có được cái sự hình dung và có được sự quyết định. Đây. Ở đây mà trong trường hợp nếu mà con ở Sài Gòn mà muốn mua những cái gốc mai này là vận chuyển về được đúng không cô hả? Vận chuyển thì cô bán vậy rồi vận chuyển vô. Cái độ cao ở đây của cây mai này là khoảng độ 1,5 m các bạn, nhiều nụ lắm. Cái cây này coi như là mang về vẫn trồng tốt cô ha. Cái gốc như thế này là bao nhiêu năm cô hả? Gốc này cỡ 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi hả? 6-7 dạ. Năm rồi người ta trồng dưới đất á. Dạ. Người ta bứng lên người ta bán cho cô. Dạ. Cái gì cô dưỡng lại cô đi. Dạ rồi cô hiểu rồi. Ở đây là bao nhiêu gốc mai cô hả? 201 hả? Rồi chúc con mua may mắn đắt nha. Ở đây coi như ngủ trong luôn á hả? Quá trời tối nó mũi không nghe khu này. Mũi luôn á. Tối văn mụn rồi vô trong mụn nó ngồi dầm ra. Quá văn mụn dầm ra. Qua một cái ô như thế này họ tính tiền mình tiền thuê là như thế nào cô hả? 3 triệu rồi con. 3 triệu hả? Sóc Trăng nó cũng. Rồi con lấy 2 lô hả? 2 lô. Dạ rồi. Rồi chúc con mua may mắn đắt nha. Rồi quý vị cô chú anh chị từ Mỹ Xuyên. Dạ, từ thành phố Sóc Trăng. Bà con Việt Kiều, ai có về Sóc Trăng cũng muốn mua mai ghé qua đây. Đó. Đây có bông vạn thọ nhỏ nhỏ nữa nè. Cái này chắc vài chục ngàn đồng là mua được chậu. Cái này á con. Dạ. Cặp 25 ngàn. Cặp 25 ngàn đồng. Dạ. Rồi. Tự nhiên con quên cái tên của nó là màu gà hả? Màu gà. Rồi đúng rồi, màu gà đó. Màu gà thứ lùng. Dạ, nhiêu cô hả? Cặp 50 con. Cặp 50 thôi đó, màu gà thứ lùng cặp 50. Còn cái này cặp 25 ngàn. Dạ, dạng thọ 25 ha. Đẹp đàng hoàng. Dạ, đẹp đàng hoàng đó. Nụ cười của cô còn đẹp hơn bông nữa. Cô cảm ơn cho nghe. Dạ, dạ, rồi. Cô vui vẻ mua mai bán đất cô nha. Rồi, con chào cô ha, con đi ha. Dạ, dạ. Dạ. Đây là khu đô thị 5A thành phố Sóc Trăng các bạn xem nha. Đó. Đường số 5 khu đô thị 5A. Đó, có tiền mua nhà ở đây cũng được lắm các bạn. Dạ, từ Sài Gòn á. Đây các bạn xem nè, khu đô thị 5A của thành phố Sóc Trăng nha. Rộng và thoáng. Từ đây ra chợ Sóc Trăng cũng gần. Không biết giá nhà nhiêu thôi, nhưng mà thấy là có vẻ như cộng đồng dân cư chưa có nhiều. Sài Gòn.
Sài Gòn mấy bữa nay chắc là chợ hoa bắt đầu cũng có rồi đó. Đây là mấy cây ổi. Sài Gòn ơi. Rồi, nó bán gốc ổi, bonsai, mai chú thủy. Nhỏ 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 nhỏ. Ế nữa nha. Bông giấy. Wow, mùi thơm quá. Rồi. Mát quá. Mà nó hơi ồn các bạn nha, thông cảm cho mình nha. Gió ồn lắm, đây xem nè. Mừng mừng khói lửa luôn. Đây, gió của mùa xuân. Đây, nhìn qua bên đường cũng là mai. Rồi một số là cây ớt. Lộn cây ớt. Giờ mình nói cây ớt mới giữ chứ. Tuốt xa đằng kia là bản cúc. Rồi. Cứ thế mình đi các bạn ha. Chúng ta đã đi từ chợ Hoa Tết thành phố Vĩnh Long về tới Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc. Rồi từ Châu Đốc chúng ta đến Rạch Giá hôm qua. Chợ Hoa Tết Rạch Giá cực kỳ lớn với gốc mai 2 tỷ. Và bây giờ mình đang có mặt ở thành phố Sóc Trăng. Trên hành trình từ Sóc Trăng đi Trà Vinh. Năm nay là có bạn đoán mình đi lộ trình là sẽ đi qua Sa Đéc với lại Cao Lãnh. Nhưng mà thực tế thì mình không có đi các bạn. Mình đổi hướng. Đó, nguyên một cái thảm màu vàng rất rất đẹp luôn. Năm nay hành trình thì lại đi với anh Tâm. Và hôm qua cực lắm các bạn. Hôm qua là từ Châu Đốc chạy đến Rạch Giá. Rồi từ Rạch Giá đi thẳng luôn tới Sóc Trăng luôn. Hôm qua là một ngày thực sự rất là cực, rất là dài. Nhưng mà đường cái là trên đường đi á, là gió nó mát và cảnh vật nó cũng đẹp. Rồi ngắm toàn bộ là hoa không, lòng nó cũng phơi phới. Đây các bạn xem là người bán bông đâu phải dễ chịu đâu. Đó. Nè, bên đây cũng bán cúc. Mai nhỏ nhỏ. Chúng ta thấy là ở khu đô thị 5A này, thành phố Sóc Trăng thì xét về mặt gọi là cái độ hoành tráng á, thì không có bằng so với Long Xuyên và Rạch Giá nha. Khu đô thị 5A lần đầu tiên là mình biết luôn á. Hồi trước giờ ở Sóc Trăng là mình chỉ ở ngay khu vực chợ Sóc Trăng rồi quanh quanh khu đó thôi rồi mình đi chơi chứ không có chạy vô khu này. Dù sao thì cũng rất là vui thấy quê hương mình phát triển. Đấy. Rồi chúng ta trôi trên một cái thảm gọi là hoa cúc bông vạn thọ. Quá trời đẹp. Hay. Nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Vàng rực luôn. Đấy, cúc mâm xôi, cúc đại đó. Thôi nở kìa. Anh chị ơi, mình bán hoa hả? Dạ, cho em hỏi một cái. Cúc mâm xôi bán sao anh chị? Cúc mâm xôi vàng này nè. Đẹp quá trời. Mình bán chậu nhiêu chị? Em bán một cặp 350. Một cặp 350. Mình đến từ Bến Tre hay đâu chị? Dạ. Rồi các bạn Sóc Trăng, cô ghé qua đây ha. Từ thành phố Sóc Trăng hoặc là Mỹ Xuyên, 350 một cặp rất đẹp. Trời ơi, nở vàng quá trời luôn. Em đi ghi hình. Cảm ơn chị nhiều nha. Còn cúc bên đây sao chị? Đại đoá 300 một cặp ha. Ôi vàng rực luôn. Bên trong dạng thọ nữa nè. Mày cúc tím đủ màu. Hồi bữa giờ mình bán được không chú? Dạ em mới lên hôm à. Mới lên hôm rồi hả? Dạ. Anh đến từ Bến Tre luôn hả? Dạ. Rồi, chúc anh mua may bán đắt nha. Dạ.
Rồi ai mua cúc ghé qua đây, mình thấy là cái khu vực cúc này của anh chị rất đẹp, bạn thọ nữa, chỗ ngoài sau còn hàng dài luôn. Đây đi giữa cái luống hoa. Dạ. Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân. Rồi đẹp quá. Ba trăm rưỡi là dễ mua đó các bạn. Tính ra là cúc mâm xôi là anh chị báo giá là rất ư là ổn luôn á. Đó, thấy không? Trời ơi, một cái thảm vàng luôn. Đằng kia là khu đô thị 5A. Đó, có nguyên cái dòng kênh luôn. Rồi. Đi ra sao các bạn xem nha. Ú là lo. Sao nó đụng vô hoa chứ gì hết. Xoay một vòng đô thị 5A. Cái này hàng dương hả? Gió nó thổi bay tóc luôn, vàng rực luôn. Rồi để mình chụp hình một cái rồi mình đi ha. Tiếp ha. Rồi bên kia cũng đẹp quá trời kìa. Bên kia có bông giấy. Đây các bạn xem nha, bên góc tay phải đó, một cái thảm vàng rồi cái màu đỏ. Các bạn có nhớ không, cách đây khoảng độ 2 năm mình có đi một số khu vực trồng hoa nổi tiếng ở miền Tây, từ Sa Đéc của Đồng Tháp rồi đến chợ Lách Cái Mơn của Bến Tre, rồi khu vực trồng hoa ở thành phố Mỹ Tho. Còn đi một đoạn nữa các bạn, sẵn gọi là đi cho các bạn thấy luôn cái khu đô thị 5A luôn. Bà con cô bác anh chị ở Sóc Trăng, Việt Kiều đã từng sống ở đây, nhìn lại về thành phố của mình. Một đoạn đường dài, thôi leo lên xe chạy một đoạn nữa. Thì chúng ta đi tới góc này nha. Đó, mai không cũng là mai nữa. Nãy cô bán cây mai 1 triệu 8 là mình thấy là cái giá đó là cũng khá là được đó. Năm ngoái mình mua một cây mai cao hơn như vậy, cao hơn chút xíu các bạn ha. Ở Sài Gòn là 1 triệu rưỡi, nhưng mà ý mình nói là cổ báo giá 1 triệu 8 có nghĩa là không có quá gọi là cao để mình có thể trả giá xuống chút xíu. Đây bông giấy, bông giấy cẩm thạch. Rồi chúng ta lại thấy vú sữa. Rồi tiếp tục vẫn là bông giấy. Rồi bông trang. Bà con Bến Tre làm nên mùa xuân của miền Tây rất nhiều. Về vùng Chợ Lách. Trời. Đây đây, qua cái cây này nhìn nó đẹp không? Xin phép chú. Ôi, cái màu cam đẹp quá trời luôn vậy. Rực luôn. Mỗi ngày đi ngắm bông cũng đẹp hả các bạn ha. Rồi để chụp cái hình cái mình đi.
tiếp tục đi đến đây các bạn ha. Vẫn là những gốc mai. Thực ra mà nói là với những gốc mai như thế này á, có cái độ cao vừa phải, giá cả không có quá cao thì sẽ dễ bán hơn. Đó, như mình nhà mình chơi cũng khoảng những cái gốc như thế này thôi, khoảng độ tầm 1,5 triệu, 1,8 triệu gì đó. Rồi nụ quá trời nụ luôn nè, gió tưng bừng khói lửa luôn. Đây, rạch giá gốc mai 2 tỷ, không biết bao giờ bán được. Mình cũng rất muốn gọi là gặp đại gia nào đó mua gốc mai đó để mình xem. Mà chưa có duyên. Rồi nụ quá trời không. Đây vẫn là bông giấy nha. Đấy, như vậy là chuyên về mai nhiều hơn. Bông giấy thì bình thường. Rồi chúng ta nhìn qua đây, bên đây mới dữ dằn hơn. Nước. Nước nước nước. Đây, chỗ này bông giấy đẹp hơn nè. Trời ơi, một cái màu đó rõ, rõ rực. Có khá nhiều chủng loại hoa nữa, là chúng ta sẽ có dòng cúc mai trúc thủy. Ôi, cái màu hoa đó rất ok. Sen đá. Kim ngân vạn lượng. Với lại cây khóm. À. Đây chúng ta qua tiếp tục làm mai. Rồi nụ nhiều lắm nha. Mình đi rồi ở nhà mình không có ai lặt lá mai hết. Đón mùa xuân trên từng cung đường. Nhưng mà nhà thì vẫn chưa lo gì hết. Đây các bạn. Rồi cái bông giấy này đẹp quá. Gốc nó vừa thôi. Chỗ này là cả thiên đường và bông giấy luôn. Bông vạn thọ, cúc mâm xôi giống Hàn Quốc cũng có, nhưng mà hơi nhỏ chút xíu. Đây. Ồ, ở đây họ để giá luôn nè. Hoa giấy bonsai 1,5 triệu. Đó, gốc này 1,5 triệu. Còn này là hoa giấy bonsai 1 triệu, gốc này 1 triệu. Ồ, gốc này 1 triệu được. Để mình cho các bạn xem cái gốc của nó nha. Đây, cây này họ bán 1 triệu. Chỗ này bông giấy dữ dằn. Đây, gốc này 1,5 triệu. Mà sao thấy gốc 1,5 triệu này nó đâu có đẹp bằng gốc 1 triệu đâu trời. Ra ngoài đây cái màu này mình thích. Ồ. Màu trắng xong nó sẽ chuyển tím. Ồ, gió kìa. Tình mình chưa. Qua gốc bên đây sao bán thành 2 triệu. Nó có gì đặc biệt mà 2 triệu. Đó, gốc này 2 triệu sao lại giống dữ vậy? Màu đỏ quá trời đỏ luôn. Ở đây ghi là mua hoa giấy tặng vạn thọ. Rồi xin phép chụp hình một cái. Đi tiếp. Đi tiếp ha. Từ góc này nhìn ra. Bên kia cũng là mai. Mình thấy họ cũng có những gốc mai lớn á. À, những cái gốc mai bên kia biết có để giá không, để qua nhìn một cái coi. Đây. Đây. À, không có để giá mà chỉ ghi liên hệ thôi.
Đây gốc mai này bự quá trời bự. Lớn quá vậy. Ủa nó nở bông rồi. Ủa cây này nở bông rồi. Cây này nở hết rồi. Ủa sao thấy nó có hạt rồi anh? Tại nó sung quá đó. Vậy hả? Sung quá nó có hạt. Vậy là coi như là Tết này nó có nở bông không? Có hả? Em thấy nó nở ra hạt hết rồi. Cây này bán nhiêu anh trai? Dạ. Không biết bà vụ bán nhiêu hả? Cũng lớn ha. Rồi cảm ơn anh trai nhiều. Tưởng biết giá mình báo giá cho mọi người ai có nhu cầu ghé qua mua. Giá năm nay rẻ. Đoán được giá không anh? Rẻ năm nay, cây rẻ lắm, mai rẻ lắm. Với cây này là anh đoán không bao nhiêu tiền? Theo bà chủ của anh. Trời ơi bán rẻ rẻ vậy, vài triệu bạc cái gì? Cây lớn này mà vài triệu bạc hả? Ờ mai giờ rẻ rẻ à. Cái cây vậy cây này anh đoán có bao nhiêu tiền? Với cái gốc này. Không biết đâu. Không biết hả? Trời mai giờ rẻ rẻ à. Còn gốc mai này có 1 triệu cây à. À gốc mai này 1 triệu hả? Ờ 1 triệu à chứ đâu phải như 3-4 triệu gì người ta kêu đâu. Ô cây này có 1 triệu à, hả? Ờ mai 1 triệu nè. Không cây này nè, cây này 1 triệu hả? Cây nào? Cây này 1 triệu chậu tính riêng. Còn mấy mai đó 1 triệu cây à. Ô lo cây này 1 triệu được vậy? Ờ rẻ rẻ à chứ đâu có mắc mỏ vậy. Cái này là từ đứt bứng lên luôn đúng không anh? À, nuôi mình nuôi ở đây chứ phải mai bánh tre nuôi phân thuốc không à. À dạ. Trời ơi bên trong nó có cây bự lắm kìa, to đùng luôn nội mẹ ơi. Không biết bà giá bao nhiêu. Rồi cảm ơn anh trai nhiều nha. Ơi vui ghê. Rồi anh báo giá 1 triệu. Tiếp. Đó. Như vậy là không có sai các bạn nha. Năm ngoái ngay tại bến Bình Đông mình mua cây mai ở nhà mình là cao khoảng độ trên 2 mét và nó là 1,5 triệu. Còn cây mai ở đây là khoảng độ 1,5 mét thấp hơn bên nhà mình. Họ báo giá 1 triệu đồng. Thà báo giá như dễ trồng. Và cái cây của mình mua là sau khi ra hoa xong hiện tại là trồng 1 năm các bạn, lá rất xanh. Và cái nó ra cây con nhiều lắm. Nãy em trai đã nói một câu mình cảm thấy rất là thích. À, năm nay giá rẻ rề. Rồi đã bán được một cây bông giấy, tức là cũng có người đi mua các bạn, từ người đi mua hết rồi. Cứ chậm thôi ha. Đây chở mùa xuân về nhà với bông giấy của chúng ta. Đẹp quá. Đây, nguyên trong cái thảm luôn, trời ơi, đẹp chưa. Ôi được 2 cây kìa. Wow. Bình chè. Gốc này nhiêu tiền vậy chú hả? 250 rồi, dễ mua dễ bán rồi. Chúc chú mua mày bán đắt lương, bán nhanh rồi. Bước vô trong các bạn. Rồi, wow, dễ đẹp quá. Trời chú báo có 250 à cho cái gốc đó. Chú ơi chú, con hỏi cái là cái bông này bao nhiêu tiền chú? Cây này nè. Ủa, cây này đẹp quá. Cái này bao nhiêu tiền chú? Ờ cây này 800 hả? Ủa cái cây kia nãy cái 250 là cái cây nó không có ghép. À. Ôi cây này 800 đẹp quá. Cảm ơn chú nhiều. Cả một thảm luôn. Nhà năm ngoái mình mua cũng là cái cây có cái màu trắng tím đó. Được chưa? Rồi đẹp quá. Khu đô thị 5A thành phố Sóc Trăng. Rồi ai mua bông giấy ghé qua đây gặp chú. Trời ơi góc nào góc nấy đẹp quá. Ở nhà của con có trồng cây bông giấy nhưng mà nó ra hoa nó sẽ không ra được nhiều như vậy đâu. À, nó để tự nhiên. Nó để tự nhiên á. Còn cái này là mình cái kích nó đúng không chú? À, mình cho cái phân gì vô mà nó ra nhiều như vậy chú? Phân dơi hả? Mà nếu mà không có phân dơi mua cái loại phân gì mà họ bán ở thành phố bán dễ có hơn ta? Chủng loại chú? Dạ. À, cái kích phân đó mà. Chứ bên con là nó nở từng chùm thôi à, chứ không có được nhiều như vậy. Dạ. Rồi hèn gì đúng rồi, mỗi người có cái kỹ thuật của họ.
nhà mình nở từng chùm chứ không ra được nhiều như vậy. Cảm ơn chú nhiều lắm chú. Chú ngồi bán đất nha. Dạ. Ôi bông giấy quá đẹp quá. Diễn là mê. À, trời luôn thiệt. Đó. Rồi, tôi lên chiếc xe đó rồi. Hòa nhìn chiếc khoai. Ok. Nên cho tóc ra phía sau luôn em. Rồi, đúng rồi đó. Ok. Tôi lên chiếc xe mà nở, tôi lên chiếc xe nha. Mà cái hay cái chỗ cái áo dài màu đỏ bên trên cái gọi là cái vai nó màu trắng cái nó sẽ bật lên được. Cái tay phía sau ấy em cầm đúng rồi đó. Dạ. Yeah. Người lên chiếc kia mày. Và đẹp quá. Rồi. Góc bên kia cũng bông giấy luôn. Cũng may là em đó mặc cái áo dài bên trên cái cánh tay nó màu trắng chứ không phải nó tiệp luôn với màu đỏ luôn, cái hoa giấy nó sẽ hơi bị khuất. Nó sẽ bị chìm. Như vậy là chúng ta có cả một trời xuân ngay tại thành phố Sóc Trăng. Nổi bật nhiều nhất chính là bông giấy, có mức giá từ 250 tới khoảng độ 800 một triệu. À, mai cũng rất dễ mua, giá từ 1 triệu tới 1 triệu 8 ha. Là nụ rất nhiều. À, Sóc Trăng không cần những gốc mai có giá 2 tỷ, 1 tỷ, 95 triệu, 450 triệu. Nhưng mà những gốc mai có giá khoảng độ 1 triệu, 2 triệu sẽ bán dễ dàng hơn. Đây, đây cũng là bông giấy nữa. Xét về chủng loại thì bông ở đây nó sẽ không có nhiều lắm, mà mình thấy là số người nhà vườn ở đây đến từ Bến Tre, do đó cái cúc mâm xôi Hàn Quốc thì mình lại không thấy nhiều ở đây. Rồi. À, đi ra tuốt ngoài kia chính là khu vực cổng chào, hết khu vực chợ hoa Tết thành phố Rạch Giá. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp về thành phố Sóc Trăng và Trà Vinh. Lưu ý ha, khu đô thị 5A đó, khu dân cư 5A ngoài bên góc tay phải đó, đó chính là cái khu chợ hoa Tết ha. Một cây số đi thẳng là chợ Sóc Trăng 2 cây số, huyện Long Phú 17 cây số, huyện Mỹ Xuyên 6 cây số. Vô quá trời vô luôn. Rồi, cổng chào của khu đô thị 5A ngay chỗ Bách Hóa Xanh đó, với cái cây hoa đào màu hồng hồng, chỗ đó họ mở nhạc mình không có tiến tới nữa. Phố Sóc Trăng của chúng ta có gửi bác tiền lì xì 200.000 của anh Phương ở Na Uy gửi. Cái này ai cho? Anh Phương ở Na Uy gửi, anh Phương. Phương dạ. Xin cảm ơn cậu Phương em. Dạ rồi. Nói vui vẻ em. Dạ. Sức khỏe gì đang tiến quá. Dạ rồi, con cảm ơn dì nha. Dạ, chúc dì năm mới nhiều sức khỏe hay gì ha. Dạ rồi, con chào dì. Dạ rồi, con chào dì.